em bảo là em nhận thế em còn biết bạn mình bị oan, bị sai mà không giúp thì không phải là người. Ông này cùng tuổi chú, cùng học, cùng quê, và bố ông ấy là thầy giáo dạy chú tình nghĩa lắm. Nó mất dạy, nó chụp mũ trong này, không nợ nó bảo là nợ. Mà ngay cả trên tòa án tối cao tôi đốc cháy mà các anh lại rất ủng hộ tôi. Tôi còn đang chờ kết quả của tòa án tối cao, và tôi bây giờ tôi chỉ còn tin nữa tòa án tối cao đấy. Tôi gửi bác một cái. Gần 4 năm nay cái xe ô tô nó giữ để ngoài trời mưa nắng có chết người ta không? Đấy. Cái việc mà thằng chất nó ra cái quyết định là công chuyện thỏa thuận chẳng qua là họp bức phá cái việc cưỡng đoạt cái xe ô tô không này. Sao sao? Mà nếu thực sự là các bác con gái các anh quá tấm lòng, tôi kêu gọi là giúp ông này, giúp này là giúp tôi, là giúp công chúng tôi, là giúp cái nét phải, là bảo vệ cái chế độ tốt đẹp này. Chỉ có một bọn nhỏ cán bộ nó thao hóa cái chất nó làm bậy bạ. Mãi này chúng tôi không sống được, tôi không nhịn đói 4 năm được, vợ con tôi còn lục xương ở nhà thôi. Vâng ơi. Nếu tôi sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bác là kêu oan ấy, thì nào phải có chính quyền xã. Mỗi khi bác đi lên tỉnh. Trời ơi, tôi ra cả chính quyền rồi. Quá chính quyền rồi, báo hết cả rồi. Chúng tôi đưa cho cả xã, cả đảng bộ các thứ từ bao nhiêu rồi như vậy. Đưa cho cả đảng ủy các thứ, đi từ chi bộ, gặp hết từ thôn xóm rồi chứ. Tôi đã không phải là đồng giúp tôi là đi đây đâu. Việc chúng tôi làm này là nó khổ rồi. Bây giờ khẳng định với tôi đúng không đàng hoàng, con không ai chính gì ao 1m60 nó 35 cân của phải anh thì muốn nó sẽ mắc bệnh rồi mắc chỉ cận hết tôi chưa cần những mối quan hệ đấy. Tôi hỏi anh, con nhịn đói được 4 năm, gia đình tôi rất được anh lên xem. Trong gia đình nhà tôi là con người lao động chân chính đang chuồng trại nhà một thế thì tan hoang, bởi vì những cái quyết định sai trái của chúng tôi mà không những thế không còn cái gì để sống nữa. Đây này, các loa như này đều là các anh em. Tôi không còn cái gì, không còn cái gì, không còn cái gì. Năm 1959. Đây là bác được giải lương. Bác là bác được được đấy. Bác ở dưới Bình Hàn. Báo cáo bác là gặp đây, người ta bảo mời ra chỗ tiếp dân thì họ bảo rằng là bên cơ quan tòa án là sẽ xử độc lập. Được. Vâng, tiếp dân rồi. Vào hết rồi. Vào hết rồi, kín rồi. Nói thật với các bác này, tôi, nhà tôi bây giờ giá trị đất là còn đám cái giá tài sản là 160.000. Còn bán hết rồi, còn mà con học lớp 9 bây giờ mẹ có 37, 38 cân, nó thật anh mất thì cắt rồi. Không có ăn kéo dài, mãi tôi phải đi thế này. Đấy. Vâng rồi nhớ, chú tiếp thu ý kiến của cháu là bây giờ là các chú về. Nhưng mà chú cũng khẳng định một điều là chú đấu tranh đến cùng để bảo vệ cái công lý, bảo vệ cái nét phải, mà bảo vệ cái chế độ này.